Ê, ném smoke đi, smoke cương ngách đi, tao smoke city này, rồi búp flash tràn vào luôn nhá. Chuẩn bị này, ném flash đi, flash sau lưng nhá, ném đi. Ui, xong. Ôi, sao màn hình tắt rồi? Sao màn gì đâu, vào đây tao bảo. Ở đây đi, em đây rồi. Này, mày ném flash kiểu gì về tắt cả màn hình của tao rồi đây. Ơ nhưng mà vừa nãy em đã kịp ném flash đâu. Chưa ném á? Ờ, em đã làm gì đâu mà chả hiểu sao màn hình của anh lại tắt rồi. Chưa ném á? Vâng. Thế sao tại sao nó tự nhiên nó lóe sáng phát, sau đó nó tắt màn luôn? Chắc là do cả màn hình rồi. Máy này rõ ràng là tao mới mà làm sao lại do cả màn hình được? Khả năng thế lắm, anh phải xem lại cả màn hình đi. Nhưng mà làm thế nào mới biết được có phải do cả màn hình hay không? Buổi chiều nay thì em mới nghe là công ty mình mới có thừa một cái cam màn hình. Thừa? Anh thử test cái cam màn hình đấy xem. Công ty thừa cả? Em vừa mới nghe chiều nay xong. Ủa thế à? Luôn. Công ty thừa cả à? Vâng, buổi chiều em vừa nghe xong. Nghe hay nhỉ? Vớ vẩn lại còn ngon hơn ở con cạc tao đang dùng ấy. Được anh ạ. Tí mà không do cả màn hình mày đừng có trách tao. Ok, nửa tháng lương của em luôn, được. Được, được. Ở đây nghe. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bomance và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một con cạc màn hình mới khá là chất lượng ở trên thị trường thời điểm hiện tại. Và trên tay mình các bạn thấy một con cạc màn hình đến từ Asus tên là Tab Gaming GeForce GTX 1660 Super. Và có lẽ là chúng ta sẽ đập hộp để tìm hiểu hơn, sâu hơn để xem là con cạc màn hình này nó có cái gì đặc biệt. Một chiếc túi ni lông bọc khá là cẩn thận. Như các bạn đã thấy rằng trên tay mình đang là con cạc màn hình GTX 1660 Super. Và chúng ta thấy rõ ràng hai cái cánh quạt ở trước mặt. Một cái thì có logo của hãng Asus và một cái thì đó là biểu tượng của Tab Gaming. Đó là một cái dòng cạc mới. Còn bên phải bên cạnh này thì đây là chúng ta đang có ba cổng truyền. Một cổng DisplayPort, một cổng DVI và một cổng HDMI. Rất là rõ ràng. Còn ở phía sau lưng của con cạc màn hình này thì đang có một cái đường vằn, tôi thì cũng chưa hiểu rõ lắm mục đích của nó là gì. Có lẽ là tí nữa chúng ta phải test thử để có thể hiểu được cái điều đó. Con cạc màn hình này có chipset GeForce GTX 1660S, bộ nhớ trong 6GB, kiểu bộ nhớ GDDR6, bus 192 bit, và có kích thước là 20.6 x 12.4 x 4.6 cm. GeForce GTX 1660 Super nhanh hơn tới 20% so với phiên bản GTX 1660 và nhanh gấp 1,5 lần so với GTX 1060 6GB thế hệ trước đó. Và để hiểu hơn về cái hiệu năng con cạc này thì có lẽ là đến lúc mà chúng ta cần phải đi vào phần test thử. Chúng ta sẽ sử dụng lắp một con cạc này vào máy để xem là khi mà chơi những cái tựa game như kiểu là Call of Duty hay là CS:GO thì cái hiệu năng nó sẽ được bao nhiêu FPS. Đó chắc chắn là cái điều mà anh em sẽ là quan tâm nhất, đúng không? Hoạt động trên nền tảng kiến trúc NVIDIA Turing đã giành được giải thưởng và bộ nhớ GDDR6 siêu nhanh. Thiết bị này và bộ nhớ kích thước siêu tốc cho hầu hết các tựa game phổ biến ngày nay. Trang bị băng thông bộ nhớ lớn hơn 50% để chơi game tốc độ cao. GeForce Experience quay và chia sẻ video, chụp ảnh màn hình và livestream với bạn bè. Cập nhật trình điều khiển và tối ưu hóa thiết lập game của bạn. GeForce Experience sẽ cho phép bạn làm điều đó một cách đơn giản. Vì vậy, nó là người bạn đồng hành cần thiết cho các đồ họa GeForce của bạn. Dầu bôi trơn cao cấp đảm bảo độ bền tương đương như vòng bi kép và giảm độ ồn so với các vòng bi khác. DirectCU3 là hệ thống các ống đồng tản nhiệt tiếp xúc trực tiếp với bề mặt GPU để tăng cường khả năng làm mát. Như các bạn đã thấy rằng là mình đang test thử xem ở chế độ Max Setting của CS:GO thì không biết rằng là cái con cạc màn hình GTX 1660 Super, con dòng mới, dòng Stub này thì FPS nó sẽ được bao nhiêu ở phần in-game. Chúng ta thể thấy rằng 16:9, 1920, 1080 này và tất cả mọi thứ thì mình đều để đó là 2, chế độ cao nhất của CS:GO rồi. Và đây hiện tại mình đang ở trong một cái server warm-up. Đấy, chúng ta thấy đây là server warm-up, FPS đang ở khá là cao, trên 300. Và tôi sẽ bắn thử vài mạng xem nó có tụt không. Đây, nếu mà di chuyển này, bắn thử vài mạng và nó có vẻ như nó chỉ xuống đến khoảng 206-207 thôi. Đây là một mức FPS khá là cao ở trong CS:GO. Trong server Deathmatch thì có rất nhiều player. Hiện tại server này thì đang có đến khoảng 10 người, 16 người. Nên FPS đang ở rơi tầm khoảng trên 200. Đây là một FPS khá là cao ở trong một server Deathmatch như thế này. Khi mà các bạn đang để chế độ 2. Các bạn thấy không? Tôi đã bắn 16:9. Gần 100 FPS cho bộ môn PUBG ở chế độ Max Setting.
Bạn thấy hình ảnh rất là sắc nét và đẹp, bởi vì đơn giản là mình đang để mắt cấu hình rồi. Và đây là ở chế độ training, chúng ta sẽ vào tập bắn thử một số loại khẩu súng. Chúng ta có thể thấy rằng ở thời điểm đầu khi mà trận đấu chưa xuất phát đang có rất nhiều player gần nhau và FPS thì vẫn đang khá là ổn định ở mức từ 90 cho đến khoảng 120. Rất là ổn định, đây là một mức FPS khá là cao ở trong PUBG rồi khi mà chúng ta vẫn đang để max setting cấu hình. Còn khi mà chúng ta vào trận đấu thì các player sẽ mỗi người nhảy một nơi và số lượng player sẽ ít đi. Đây chúng ta có thể thấy khi lên máy bay này, đây là khi ở trên máy bay vẫn luôn là khoảng tầm 90, đổ 90 FPS đổ lên cho đến hơn 100 FPS. Đồng đội tôi đi đâu? Đồng đội tôi nhảy xuống cùng này. Vẫn luôn hơn 100 FPS khi mà đang nhảy dù. Bây giờ tí nữa vào nhà nó sẽ như thế nào này. Cái con cạc này thì hiện tại đang được bán với giá bán lẻ là 6.990.000 đồng ở trên thị trường. Đây là một dòng sản phẩm ở phân khúc tầm trung để hướng tới những bạn có chi phí vừa phải. Và cái dòng sản phẩm này có một đặc điểm rất nổi bật, đó là các bạn sẽ được bảo hành 5 năm so với 3 năm của những dòng sản phẩm khác cùng phân khúc. Ngoài ra thì dòng sản phẩm này được phân phối chính hãng bởi công ty máy tính Vĩnh Xuân ở Việt Nam.
Và chúng ta có thể mua cái con cào màn hình này một cách rất là dễ dàng tại gần như tất cả các siêu thị điện máy hoặc là các cửa hàng máy tính lớn trên toàn quốc với giá 6.990.000 đồng. Trên đây là toàn bộ những cái phần review cá nhân của bản thân mình thôi. Còn có lẽ là các bạn cần phải có thêm những sự trải nghiệm của bản thân để có thể biết rõ hơn cái hiệu năng của cái con cặp màn hình này. Và anh em đừng quên để lại cho mình một subscribe để mình có thêm động lực cho những cái chương trình review sắp tới nhé. Cảm ơn mọi người. Đánh mít này. Tí nữa flash vào mít nối để tao tăng vào boiler nhá. Nhớ chưa? Rồi. Ném flash mít nối nhá. Ui! Cuộc sống này là phải thích nghi thôi.